Nữ danh ca Thanh Tuyền vẫn bóng. Tháng 10, nữ danh ca Thanh Tuyền đã về tới Việt Nam, bà mỉm cười thật tươi và rất cởi mở khi gặp gỡ truyền thông và khán giả hâm mộ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Giọng ca của Thanh Tuyền đã đi sâu vào lòng nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt từ hơn 50 năm nay, cách cô hát, nhã chữ nhẹ nhàng như tâm sự rút từ cõi lòng đến thẳng trái tim khán giả. Có thể nói, suốt 50 năm qua, những ca khúc của Thanh Tuyền trở thành một phần ký ức khó phai của nhiều thế hệ người Việt. Cuối năm 2012, danh ca Thanh Tuyền tổ chức thành công live show đánh dấu 50 năm ca hát tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hai tháng sau đó, nữ danh ca gặp sự cố và ngưng cấp phép biểu diễn tại Việt Nam. Vào ngày 29 tháng 7, 2016, nữ danh ca Thanh Tuyền được cấp phép hoạt động biểu diễn trở lại. Là người con xa xứ, nữ danh ca rất mong ngóng ngày quay trở lại. Ngay sau sinh nhật lần thứ 67 của mình, nữ ca sĩ nổi buồn hoa phượng quyết định trở về nước gặp gỡ khán giả. Khi dòng nhạc Bolero đang trở lại mạnh mẽ trên sóng truyền hình, cũng như các sân khấu ca nhạc thì sự xuất hiện của thanh tuyền càng được khán giả mộ điệu chờ đón hơn bao giờ hết trong ba đêm nhạc không bao giờ quên anh cô sẽ trình diễn các ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình như không bao giờ quên anh nỗi buồn hoa phượng biển tình xin thời gian qua mau phận gái truyền quyên kiếp nghèo dấu chân kỷ niệm được biết danh ca thanh tuyền sẽ dùng toàn bộ các c của một đêm nhạc để ủng hộ đồng bào miền trung đang gặp khó khăn do thiên tai từ trước đến nay cô và gia đình luôn có nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa trên quê hương sau khi định cư tại Mỹ. Khi chưa chính thức về nước ca hát thì Thanh Tuyền cũng sẽ thường xuyên về thăm quê hương và kết hợp làm từ thiện. Ba đêm nhạc của Thanh Tuyền diễn ra vào ngày 4 năm và 11 tháng 11. Với chủ đề không bao giờ quên anh tại phòng trà quy, số 8 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Danh ca Thái Châu kể chuyện thời tới đỡ không kịp trong tập 58 chương trình Kính Đa Chiều, danh ca Thái Châu vừa có những tiết lộ xoay quanh con đường trở thành nghệ sĩ nổi tiếng với chủ đề công nghệ tạo ngôi sao. Mới đầu chương trình Kính Đa Chiều, danh ca Thái Châu nhắc đến nhạc sĩ Minh Kỳ, người phát hiện và giúp đỡ nam ca sĩ trở nên nổi tiếng với ca khúc, lần đầu cũng là lần cuối. Danh ca Thái Châu chia sẻ, thời của tôi ngày xưa, các tác giả luôn tìm những giọng hát mới để thể hiện tác phẩm của họ. Họ vừa sáng tác xong bài hát mới toanh, thì tìm kiếm những tài năng mới tôi may mắn khi bước vào lĩnh vực ca sĩ chuyên nghiệp thì được nhạc sĩ minh kỳ mời thu âm bài hát lần đầu cũng là lần cuối theo danh ca thái châu nhạc sĩ minh kỳ nghe được giọng hát của nam ca sĩ tại các phòng trà vũ trường sau đó nhạc sĩ ngỏ lời mời thái châu thu âm ca khúc này với một hãng băng bấy giờ vì nhận thấy tố chất và phong cách âm nhạc phù hợp với bài hát nhận được lời đề nghị từ nhạc sĩ minh kỳ danh ca thái châu phấn khích một ca sĩ non nớt như tôi mới vào chuyên nghiệp thì rất hồi hộp hơn hết được một tác giả danh tiếng trao đứa con tinh thần mới toanh nên trong lòng hồi hộp lắm và tôi nghĩ phải làm thế nào để bài hát mới gây ấn tượng cũng như chiếm được tình cảm của khán giả tôi vừa mừng vừa lo may mắn phong cách âm nhạc của nhạc sĩ minh kỳ phù hợp với chất giọng danh ca thái châu nên thu âm rất nhanh và được giám đốc trung tâm băng đĩa duyệt để phát hành không lâu sau đó tên tuổi danh ca thái châu được nhiều người yêu mến và đón nhận sau khi phát hành ca khúc đầu tiên đánh dấu cột mốc trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nam danh ca nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Danh ca Thái Châu tự nhận lúc ấy thời tới đỡ không kịp, khi nhạc sĩ liên tục sáng tác và gửi cho anh thể hiện, đến mức nam danh ca thấy bản thân bị ngộp vì không biết làm sao để thu nhanh và thận trọng chọn những ca khúc chất lượng. Bài trước hay rồi thì những bài sau phải hay như vậy hoặc hơn nữa để tôi có điểm cộng trong lòng khán giả. Bao nhiêu tác giả viết riêng cho tôi và tôi rất hạnh phúc khi được hát những ca khúc mới toanh và được các hãng băng đĩa mời thu âm liên tục. Cố vấn âm nhạc của tôi không cần lo lắng gì cả. Thời tới tôi cứ thu âm ca khúc là được vòng tay khán giả đón nhận. Danh ca Thái Châu cho biết, bên cạnh công việc thu âm, danh ca Thái Châu còn xuất hiện trên sóng truyền hình và các mặt báo. Nam danh ca hào hứng kể, thời điểm đó được một bài báo viết cũng là vinh hạnh rồi. Khi nhà báo đặt bút xuống viết về một ca sĩ nào đó, thì nhân vật đó phải có sức ảnh hưởng và được khán giả yêu mến. Ngày xưa cũng hiếm lắm tôi mới được lên TV truyền hình và phát thanh cũng dùng những ca khúc của mình để phát đi. Ngoài ra danh ca Thái Châu còn được các chương trình sổ số, số hay những show âm nhạc mời biểu diễn. Thời kỳ vàng son ngành công nghiệp băng đĩa trong và ngoài nước thường phát hành album quy tụ nhiều ngôi sao âm nhạc hoặc lồng ghép những giọng hát mới để có cơ hội được khán giả biết đến thời điểm mới vào nghề của danh ca thái châu cũng tương tự khi được xuất hiện cùng các bậc tiền bối thành danh trên cùng một cột băng nam danh ca cho biết cá nhân tôi mới bước vào nghề thì cũng mới được một hai bài nên các nhà sản xuất đương nhiên ghép tôi chung với những anh chị thành danh để quảng bá giọng hát của tôi đến người nghe Đến khi danh ca Thái Châu có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả, hãng băng sản xuất cho nam ca sĩ cuộn băng gồm tất cả 10 bé hát do anh thể hiện. Vì vậy quá trình để lăng xê cho một ca sĩ ngày trước phải trải qua từng giai đoạn, bắt đầu từ việc xuất hiện cùng các nghệ sĩ nổi tiếng cho đến khi xuất hiện độc lập trên một cuộn băng. Kính đa chiều là chương trình talk show sở hữu format mới lạ và đầy hấp dẫn. Mỗi tập phát sóng của Kính đa chiều sẽ cùng bàn luận, đối thoại về một chủ đề hoặc một sự kiện đang được quan tâm xoay quanh những câu chuyện văn hóa. Các khách mời đến với chương trình đều là những nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả mến mộ. Chương trình hứa hẹn mang đến cái nhìn đa chiều thông qua những cuộc đối thoại sâu sắc, thảo luận và chia sẻ quan điểm dưới góc nhìn người trong cuộc. Chuyện đời ca sĩ Hải Ngoại Như Quỳnh Mới đây, ca sĩ Như Quỳnh đã trở về nước sau hơn 20 năm vắng bóng để tham gia live show của em trai. Ở tuổi 45, Như Quỳnh có phần mũ mĩm hơn xưa, nhưng cô vẫn giữ được nét đẹp vốn có và thần sắc quý phái của người phụ nữ thành đạt. Như Quỳnh được biết đến là ca sĩ nổi tiếng một thời với những ca khúc làm nên tên tuổi như Người tình mùa đông, Chuyện hoa sim, Đường xưa lối cũ, Mùa hoa bí, Chuyến đi về sáng. Cô tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970 tại Quảng Trị. Sang Mỹ từ năm 93, cô là ngôi sao nổi tiếng ở hải ngoại với gương mặt đẹp, giọng hát ngọt ngào, đầy tình cảm, chiếm trọn tình cảm của không biết bao nhiêu khán giả một thời với dòng nhạc trữ tình quê hương. Không những vậy, cô còn tạo ấn tượng khi vừa hát vừa múa rất sinh động, mềm mại, uyển chuyển. Chính nhân sắc, tên tuổi và chất giọng đã làm nên một như Quỳnh thành danh trên con đường ca hát là vậy, nhưng trong chuyện tình cảm, Như Quỳnh gặp khá nhiều khó khăn trên con đường đi tìm hạnh phúc. Mặc dù hiện nay nữ ca sĩ đang có một mái ấm nhỏ, hạnh phúc với người chồng đẹp trai như Hàn Quốc và một cô con gái đáng yêu, nhưng trước đó cô đã phải đối mặt với nhiều tin đồn tình cảm không hay, yêu một chính trị gia, một luật sư rồi đồng nghiệp là những lời đồn đại của mọi người trong chuyện tình cảm của cô. Không những vậy, có người còn khẳng định cô có tình cảm với một nhạc sĩ và từng đánh vỡ đầu nhạc sĩ đó trong một cơn giận dữ những tin đồn đó khiến như quỳnh gặp không ít sóng gió trên con đường tìm đến bến bờ hạnh phúc và cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với cô khi cô kết hôn với kỹ sư nguyễn thắng anh chàng được nhiều người nhận xét đẹp trai như sao hàn vào năm 2007, gia đình Như Quỳnh chào đón con gái đầu lòng tên Đông Nghi. Theo chia sẻ của ca sĩ Như Quỳnh, ông xã của cô công tác trong cơ quan chính phủ Mỹ. Trước đây khi quen nhau, ông xã Như Quỳnh không hề biết cô là ca sĩ. Chồng cô cũng rất dũng cảm tâm lý khi luôn ở bên và là bờ vai vững chắc cho cô. Trong những sóng gió, nữ ca sĩ khiến nhiều người ghen tị bởi chồng đẹp trai như sau Hàn Quốc. Cặp đôi này được đánh giá là trai tài gái sắc và là cặp đôi đẹp ở cộng đồng hải ngoại. Dù gặp sóng gió trong suốt những năm tháng với những tin đồn tình cảm không hay, nhưng cuối cùng Như Quỳnh cũng đã tìm được cái kết cho mình với sự đồng hành của người bạn đời giản dị, luôn quan tâm đến vợ. Ngay sau khi báo chí đề cập đến người chồng điển trai như sao hàn của Như Quỳnh, có nguồn tin cho rằng thời gian gần đây thấy Như Quỳnh hay đưa con gái lên sân khấu mà không thấy chồng cũ bên cạnh như trước đây. Nhiều người còn nghi ngờ rằng cuộc hôn nhân của Như Quỳnh với chồng là kiến trúc sư không lưu Nguyễn Thắng đã dạn vỡ. Một số thông tin cho biết thông tin Như Quỳnh đã chia tay chồng là chính xác và điều này được chính Như Quỳnh tiết lộ trong một talk show ở hải ngoại vào hồi đầu tháng 6 năm 2015 trước khi chị về Việt Nam đã ủng hộ em trai ghi hình live show. Theo đó, sau một thời gian sống chung với anh chàng kỹ sư không lưu điển trai Nguyễn Thắng, họ quyết định chia tay. Dù cả hai chưa hề tổ chức đám cưới, không nói rõ nguyên nhân vì sao cả hai không tổ chức đám cưới, nhưng Như Quỳnh từng chia sẻ rằng tôi có con nhưng chưa bao giờ được mặc áo cô dâu. Dù tự tay Như Quỳnh đã chuẩn bị cho mình một chiếc váy cô dâu rất đẹp để mặc trong ngày vui nhất của cuộc đời, nhưng có lẽ do mình được quá nhiều thứ nên cuộc đời bắt mình phải hy sinh một cái gì đó không ai có thể được nhiều thứ cùng một lúc mà không mất chính như quỳnh là người đã chủ động nói lời chia tay với chồng sau khi cảm thấy mình không thể mang lại hạnh phúc cho anh tôi có nói với ảnh tức bố của melody đông nghi là tại sao mình không cảm thấy hạnh phúc mà mình vẫn phải sống trong những ngày tháng đau khổ nếu cứ kéo dài sự đau khổ sẽ làm sản sinh ra nhiều đau khổ khác mà thôi và khi con mình lớn lên nó sẽ thấy những nỗi đau khổ đó đó là điều không hay chút nào và ảnh nói rằng rồi nếu em cảm thấy như vậy thì hãy quyết định như vậy tôi thật sự cảm ơn anh ấy đã hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của mình ai chẳng nuối tiếc ai chẳng nghĩ cho con nhưng nếu sống chung và mang lại hạnh phúc cho anh ấy thì tôi không thể làm nổi nữa như quỳnh tâm sự như Quỳnh cũng thú nhận, trong chuyện này chị đã hơi ích kỷ khi nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình. Tuy nhiên chị rất vui là sau khi vợ chồng chị đường ai nấy đi, thì con gái Melody Đông Nghi vẫn không bị thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Mặc dù Melody Đông Nghi sống cùng mẹ, cậu và bà ngoại nhưng cuối tuần lại về với ba Nguyễn Thắng. Như Quỳnh cho biết, cả đại gia đình lẫn chồng cũ của chị vẫn cố gắng bù đắp cho bé để cháu không thấy bị thiệt thòi. Như Quỳnh cho rằng khi hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ, dần dần chị nhận ra trong con người mình có 50% là đàn ông, 50% là phụ nữ. Chị chỉ cảm thấy mình là phụ nữ khi khoác lên mình chiếc áo dài bước lên sân khấu, còn khi trở về với cuộc sống đời thường, chị thấy mình là một người đàn ông, vì thế chị có thể tự chủ được cuộc sống của mình mà không quá phụ thuộc vào một người đàn ông. Đó là lý do chị cho phép mình ích kỷ, nói lời chia tay với người đàn ông đã từng một thời gắn bó để cả hai được sống một cuộc sống thoải mái nhất.